Dude, that man, nigga. Look at him, y'all. Bên đây khúc này bị nặng không? Mấy tiếng đồng hồ. Đây thì nhít 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 nhít. Chỗ này là, chỗ đấy giờ là tiếng rồi đó. Sáng tới giờ no problem. Bây giờ bắt đầu phải ra đây mấy tiếng đồng hồ. Look at that, xe bên kia chạy vô bên này từ từ bò vừa ngủ gục vừa đi. Ôi giời ơi, cái này rất là chỉ còn mấy mai nữa, còn 17 mai đi về, chỉ 17 mai, 15 mai nữa tới nơi đi đâu. Cuối cùng chỉ kẹt kiểu đây nữa kìa. Đỡ đường lên luôn. Còn mười mấy mai nữa tới rồi mà lại 17 mai nữa tới nhà. Mà kẹt chỗ này lên từ này mấy tiếng này. Bây giờ là 12 rồi. Chiều giờ là kẹt nó khách 3 tiếng 3 hours from Washington to New Jersey Turnpike, go to then and go to New York and start. Everything New York. No accident, no nothing, say don't know, dữ dằn. Never get like that. Ba giờ sáng cho đến 12 rưỡi đêm vẫn còn ngồi đây. Holy cow. Vẫn ra, I drive only 18 hours. Nhìn đi bà con đó, New York nè, kẹt xe này đó, ngồi từ chiều giờ, like this, okay, we'll put on it, okay, we'll see, mở lên cho bà con thấy, bye.